Trước vòng chung kết Asian Cup 2023, Đặng Văn Lâm bất ngờ chấn thương và không thể dự giải. Giờ đây khi V-League trở lại, Văn Lâm vừa bình phục lại phải nhận chấn thương. Hôm 18 tháng 2, thủ môn Đặng Văn Lâm được huấn luyện viên Quang Huy của câu lạc bộ Bình Định xếp đá chính trong chuyến làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An. Nhưng chỉ sau 35 phút có mặt trên sân, Văn Lâm đã không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Cụ thể, sau tình huống thoát xuống của tiền đạo Sông Lam Nghệ An, thủ môn số 1 thời thầy Park đã lao ra truy cản và dẫn đến chấn thương ở vùng gối. Hiện vẫn chưa thể xác định cụ thể mức độ chấn thương của Văn Lâm, nhưng dù sao chấn thương này cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt tới quá trình lấy lại phong độ của Lâm Tây. Trước đó Văn Lâm cũng đã dính chấn thương và không thể cùng đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023, mà đến đầu tháng 2 năm 2024, ngôi sao thuộc biên chế Bình Định mới có thể trở lại tập luyện bình thường. Việc thủ môn sinh năm 1993 dính chấn thương là tin không vui với huấn luyện viên chủ dề, đặc biệt khi tuyển Việt Nam sắp có hai trận gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Từ nay tới hai trận gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á còn hơn một tháng nữa. Hy vọng Văn Lâm có thể sớm trở lại để còn tìm về phong độ đỉnh cao và lên tuyển cống hiến.